có nhiều kinh nghiệm trong các xử lý các tình huống, trong cái đối nhân xử thế, trong xử lý những vấn đề về mối quan hệ con người với con người. Trên miền của ông Đào Lê Cương gặp nhau ra thì cười trước nói sau, vui thì người nhỏ nhắn ăn nói nhỏ nhẹ. Ý thích nhất cái tính tình gọi nói là nói thẳng, nói thật, không có quanh co. Đây là cái tốt nhất của cái người chính trị. Anh Đạo thì anh rất là tâm huyết với cái vấn đề là hoạt động quốc hội. Đi suốt chiều dài lịch sử cùng đất nước, đồng chí Lê Quang Đạo đã dành trọn cuộc đời gắn bó với Đảng, Nhà nước, Mặt trận, với nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập dân tộc, là người cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với tấm lòng yêu nước chân chính, nhân ái, vị tha, trong sáng mà chân thành. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông đã viết tiếp những trang sử, đánh dấu những bước ngoặt lớn cho đất nước. Làng Đình Bảng thuộc tỉnh Bắc Ninh, nơi có đền đô thờ 8 vị vua đời Lý, một địa danh tiêu biểu cho nền văn hóa Kinh Bắc giàu truyền thống cách mạng. Suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Bắc Ninh từ đời này sang đời khác, thế hệ nối tiếp thế hệ, đã đổ nhiều máu xương đánh đuổi kẻ thù để giữ vững chủ quyền độc lập cho Tổ quốc và quê hương. Con người Đình Bảng không những thông minh, tài giỏi mà còn có tinh thần yêu nước, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh bảo vệ đất nước. Trên mảnh đất Đình Bảng ấy đã sinh ra đồng chí Lê Quang Đạo, tức Nguyễn Đức Nguyện. Thuở niên thiếu, Nguyễn Đức Nguyện lớn lên trong gia đình bố mẹ vừa làm thủ công vừa làm ruộng. Chịu ảnh hưởng từ bố lòng yêu nước thương dân, yêu thơ văn và từ mẹ là lòng khoan dung nhân ái, đối nhân xử thế thông qua những bài ca dao, những chuyện cổ tích về truyền thống đất nước, chống giặc ngoại xâm đã thôi thúc cho người thanh niên Nguyễn Đức Nguyện sau này trở thành người cán bộ đảng trung kiên, một vị tướng tài ba, một vị chủ tịch quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Suốt những năm tháng tuổi thơ, Nguyễn Đức Nguyện học tiểu học tại trường làng ở quê nhà. Năm 1938, khi Nguyễn Đức Nguyện mới 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời, người thanh niên yêu nước hưởng ứng hoạt động của Hội Truyền bá Quốc ngữ. Chính vào đêm trăng sáng năm ấy, khi làng Đình Bảng xuất hiện một đám thanh niên rước đèn rất đông, nhiều thanh niên học sinh quây quanh tại sân đình. Chàng trai ngày ấy dám đứng lên để vận động dân làng cho con đi học. Nguyện đã nhận thấy sự quan trọng của việc học là như thế nào, và nếu như dân mình không học thì sẽ còn bị kìm hãm trong vòng ngu muội. Cậu học sinh trường làng Nguyễn Đức Nguyện với thân hình nhỏ bé đã dõng dạc hô to khẩu hiệu đi học là yêu nước. Mãi cho tới bây giờ, nhân dân Đình Bảng vẫn đọc thuộc lòng bài thơ Hò đi học. Trống trường đã đánh đầu làng, hãy còn chưa biết khai trường đó ư? Hỡi các bậc hiền từ cha mẹ, sao chưa lo con trẻ học đi? Những năm tháng học tại trường trung học tư thục Thăng Long, Hà Nội, Nguyễn Đức Nguyện đã may mắn được sớm tiếp cận với báo chí cách mạng. Đây là ngôi trường quy tụ nhiều trí thức tiến bộ, có tinh thần yêu nước như Phan Thanh, Đặng Thái Mai, Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp. Năm 1938, Nguyễn Đức Nguyện gia nhập Đoàn Thanh niên Dân chủ Hà Nội. Cũng thời điểm ấy, Nguyễn Đức Nguyện được dự một lớp huấn luyện chính trị ngắn hạn do đồng chí Nguyễn Văn Cừ phụ trách. Mình mới đăng được một vài bài thơ và bài báo thôi, rồi vận động dân đi cổ võ, dân đi học thôi, không có cái gì lớn, nhưng mà thanh niên nhân dân và chủ yếu là thanh niên trong làng rất là ngưỡng mộ, nên làm cho mình tăng thêm cái khả năng tự tin của mình vào khả năng có thể làm được về công tác tuyên truyền vận động, có thể là viết văn, có thể làm báo.
Thế cộng tất cả cái chuyện nó vào, nó cộng với tình hình sôi sục của trong nước và thế giới thì nó đã quyết định ngày càng quyết tâm đi sâu vào con đường hoạt động cách mạng. Nguyễn Đức Nguyện được tổ chức phân công cử về hoạt động ở quê hương Đình Bảng. Ngày ấy, Đình Bảng được gọi là lô cốt thép của Đảng, được chọn làm an toàn khu, căn cứ địa của Trung ương Đảng. Tháng 8 năm 1940, chi bộ Đảng đầu tiên ở Đình Bảng được thành lập, trong đó có Nguyễn Đức Nguyện. Những cái buổi mà nghỉ hè, anh Đạo về tổ chức cái lớp dạy hè ở làng, dạy các học sinh ở trong làng, vừa là để giải quyết đời sống, mà vừa đòi là vừa để tuyên truyền cái tư tưởng cách mạng cho cái số thanh thiếu niên của chúng ta. Thì tôi học cái lớp đó, cái lớp đó mở ngay tại trong nhà mình. Di tích lịch sử cách mạng nhà cụ Đám Thi trong làng Đình Bảng được Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ chọn làm địa điểm nuôi dấu an toàn nhiều cán bộ cách mạng trung ương như đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Thụ, Văn Tiến Dũng, Phan Đăng Lưu. Trên căn gác tầng 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ 7. Tại đây diễn ra nhiều hội nghị quan trọng trong giai đoạn từ 1939 đến tháng 8 năm 1945. Cái bước mà tham gia đoàn thanh niên dân chủ coi như là bước đầu, chứ còn cái bước quyết định chính là tham gia đoàn thanh niên phản đế, tham gia đảng, là thoát ly đi hoạt động cách mạng hẳn, thì bước sang một cái giai đoạn mới của cuộc đời mình. Để hoạt động cách mạng, đồng chí đã lấy tên là Lê Quang Đạo. Quang Đạo nghĩa là con đường sáng, đường cách mạng. Cuối năm 1941, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí được cử làm bí thư ban cán sự đảng tỉnh Bắc Ninh. Năm 1942, đồng chí là xứ ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ. Trong thời gian đồng chí Lê Quang Đạo làm bí thư cán sự đảng hai tỉnh Bắc Ninh và Phúc Yên, cùng lúc đó, ông làm biên tập cho báo Cứu Quốc. Học được kinh nghiệm viết báo từ đồng chí Trường Chinh, nhiều bài trên báo Cứu Quốc và Cờ Giải Phóng được ông viết với nội dung vô cùng cuốn hút, được đăng dưới bút danh là Ái Dân, cái tên quen thuộc với nhiều độc giả. Lê Quang Đạo luôn nghĩ thời gian làm báo sẽ in đậm dấu trong suốt nhiều năm công tác sau này. Báo chí là một vũ khí không thể thiếu với người làm cách mạng. Đây là vũ khí khai phá, mở đường, là tiếng kèn ra trận, cổ vũ mọi người cùng đi tới, cùng đấu tranh. Trong lúc phong trào cực kỳ căng go do bị địch khủng bố trắng, trên địa bàn Hà Nội, việc đưa các nghị quyết của Đảng tới quận huyện gặp nhiều khó khăn, bộ máy lãnh đạo cơ quan đảng bộ phải lập đi lập lại nhiều lần. Các tổ chức công hội, thanh niên phản đế, công nhân cứu quốc, thanh niên cứu quốc cũng liên tiếp bị địch phá. Hàng trăm cán bộ, đảng viên, quần chúng, trung kiên bị địch bắt, bị tù đầy hoặc hy sinh. Tháng 4 năm 1943, xứ ủy Bắc Kỳ điều động đồng chí Lê Quang Đạo về Hà Nội và cử làm bí thư ban cán sự đảng bộ thành phố Hà Nội. Mục tiêu quan trọng ông đặt ra cho mình là nhằm vào những yêu cầu thiết yếu hàng ngày của quần chúng để phát động họ đấu tranh. Ở Hà Nội đã nổ ra hàng chục cuộc đình công, bãi công của công nhân và người lao động đòi tăng lương, đòi được mua gạo, vải. Trên tinh thần của bản đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng, làm mệnh lệnh chiến đấu mang sức mạnh với ý đồ chiến lược, cách mạng văn hóa ở Việt Nam phải dựa vào cách mạng dân tộc giải phóng thì mới có điều kiện phát triển. Nhóm văn hóa cứu quốc ở Hà Nội được ông trực tiếp phụ trách, thu hút nhiều trí thức văn nghệ sĩ có tên tuổi như Tô Hoài, Như Phong, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng, Nam Cao, đã trở thành nòng cốt của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.
tạo tiền đề thuận lợi cho tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 thành công. Đấy là một cái tổ văn hóa cũ bốc đầu tiên của chính thức, gồm có tổ lúc với ba người mà, ba người Vũ Quốc Huy, Như Phong và tôi. Bây giờ thì là nếu mà theo nguyên tắc bí mật thì lại ba người nữa, thế mỗi tổ chỉ ba người thôi. Thế mà từ mấy cho đến sau này, cả đến hàng năm ấy, anh Lê Quang Đạo đến họp với chúng tôi, đến họp rất đều, cứ một tháng hay là hai tháng một lần có Lê Quang Đạo đến. Vì nguyên tắc bí mật mà, thì biết đồng chí là thượng cấp và có cái minh danh là anh bé. Sau này đến khi già cũng vẫn như thế, người rất nhỏ ấy. Một tháng mà nó bắt anh ấy mà đến lúc nó trông thấy anh mà nó không biết là Ủy Tư Hà Nội nữa. Thì nó như là nghe học sinh, mặc cái áo dài thâm và đội cái mũ, đeo kính cận. Đốc Lý Đỏ, cái tên mà thực dân Pháp đặt cho đồng chí Lê Quang Đạo, là thời kỳ hoạt động bí mật của đồng chí trong việc gây dựng phong trào cách mạng ở Hà Nội. Bằng những trái tim tràn đầy nhiệt huyết cứu nước, cùng chung nhịp đập với văn nghệ sĩ để họ trở thành những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, quân đội Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch tràn vào miền Bắc, quân Anh vào miền Nam, tiếp tay cho thực dân Pháp âm mưu tái chiếm nước ta. Trong khi cách mạng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ở Hải Phòng, một thành phố có vị trí quan trọng của miền Bắc, cũng là nơi đầu sóng ngọn gió của cách mạng lúc bấy giờ, đã bị quân đội Pháp gây xung đột lớn. Đồng chí Lê Quang Đạo đến Hải Phòng nhận nhiệm vụ là Bí thư Thành ủy Hải Phòng trong giai đoạn từ tháng 10 năm 1945 đến tháng 6 năm 1946. Trong bối cảnh ấy, đồng chí Lê Quang Đạo đã bí mật, khẩn trương thành lập lại tổ chức cơ quan Thành ủy Hải Phòng, tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang và chỉ đạo tổ chức thành công tổng tuyển cử ở Hải Phòng. Trung ương điều động đồng chí Lê Quang Đạo quay lại về Hà Nội và cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Anh Đạo như thế là 3 lần làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Lần đầu là trong cái lúc chưa cách mạng tháng 8 cơ, năm 43-44, anh Đạo là gọi là trưởng ban cán sự nhưng mà chính là coi như là Bí thư Thành ủy lúc bấy giờ. Cho nên lần này anh trở lại là lần thứ hai, tức là năm 46. Cái lần thứ nhất là anh ấy làm năm 43-44, lúc bấy giờ là không có cán bộ đâu, phần lớn bị bắt hết rồi. Như bọn chúng tôi là bị cầm tù hết cả rồi. Lần thứ hai này về đây, tức là cùng với tôi ở thành phố và Ủy ban Hành chính thành phố, Ủy ban Bảo vệ cùng nhau làm việc để chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Khắp Hà Nội rền vang tiếng súng đánh trả thực dân Pháp. Là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Khu ủy đặc biệt Hà Nội, khu 11. Đồng chí Lê Quang Đạo đã động viên quân dân chiến đấu. Ông đã cùng Trung đoàn Thủ đô cầm cự trong nội thành suốt 2 tháng với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Khi có lệnh rút khỏi Hà Nội, ông đã cùng cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ Trung ương lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Năm 1949, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương điều đồng chí Lê Quang Đạo làm Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng, kiêm phụ trách báo sự thật. Mặc dù chiến tranh, lửa đạn, khó khăn, vất vả, nhưng trong tâm hồn người thanh niên trẻ tuổi yêu nước vẫn luôn mong ước có được một mái ấm gia đình để có thể yên tâm công tác. Tình yêu của chàng trai nhỏ nhắn thư sinh Lê Quang Đạo với cô gái Nguyệt Tú
con gái của họa sĩ tài năng Nguyễn Phan Chánh đã đến thật bình dị. Chiến tranh khiến tình yêu của họ phải nhiều lần xa cách. Năm 1948, anh chị làm lễ cưới trong sự chứng kiến của anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Tháng 7 năm 1950, đồng chí Lê Quang Đạo nhận nhiệm vụ phụ trách cục tuyên huấn, kiêm giám đốc nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Tên Quân đội Nhân dân là chính ông Nguyễn Chí Thanh và ông Đạo đặt cái tên lại cho tờ báo. Nghĩa là nói đây là Quân đội Nhân dân là bản chất của quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Từ bấy giờ những cái vấn đề đó nó dẫn đến cái là chỉnh huấn đầu tiên cũng là chỉnh huấn Quân đội Nhân dân. Có thể nói đây là bước ngoặt lớn mở đầu thời kỳ hoạt động 28 năm liên tục trong quân ngũ của mình. Gần như suốt 30 năm chiến tranh, đồng chí khoác áo lính và có mặt ở những chiến trường nóng bỏng với những trọng trách quan trọng. Ngày 5 tháng 8 năm 1950, đồng chí Lê Quang Đạo lên đường tham gia chiến dịch biên giới. Một chiến dịch tấn công lớn của những binh đoàn chủ lực, gồm cả bộ binh và pháo binh. Ông đã chỉ đạo trực tiếp với trọng trách cục trưởng cục tuyên huấn và phó chủ nhiệm chính trị mặt trận tham gia suốt chiến dịch. Trong lần bác trực tiếp xuống thăm đại đoàn quân tiên phong sư đoàn 308, người đã chỉ bảo cho đồng chí Lê Quang Đạo nhiều vấn đề về công tác chính trị. Bác nói, công tác của người cán bộ chính trị trong quân đội không những phải làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, hiểu rõ nhiệm vụ, yêu cầu tác chiến, nâng cao quyết tâm đánh giặc, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ, mà còn phải quan tâm đến mọi sinh hoạt của bộ đội. Cả nước ngược đường lên Tây Bắc, bắt đầu vào cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đồng chí Lê Quang Đạo với cương vị Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Phó chủ nhiệm Chính trị Mặt trận, Chính ủy Sư đoàn 308 đã ngày đêm bám sát các đơn vị kéo pháo vào vị trí. Ông là một trong những người đã chủ trương đào hào đánh lấn ở Điện Biên Phủ. Quân đội cách mạng không phải chỉ chiến đấu bằng sức, phải chiến thắng quân địch bằng tinh thần, trí tuệ và mưu lược. Lãnh đạo chúng tôi tổ chức một cuộc hội nghị cán bộ chính trị mà để động viên tinh thần vừa chiến vừa thắng đối với cán bộ trung cao cấp ở Điện Biên Phủ. Thì cuộc hội nghị cực kỳ thành công. Tưởng tuyên truyền được thực hiện rộng khắp trên các mặt trận. Hoạt động văn nghệ, báo chí được diễn ra ngay tại chiến hào đã góp phần quan trọng cổ vũ tinh thần bộ đội ta. Chính điều đó đã tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Vẫy chào đoàn quân giải phóng từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Hà Nội, hòa trong rừng cờ hoa với niềm vui hân hoan của 20 vạn nhân dân thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng, có cả hình bóng người mẹ, người vợ thủy chung son sắt của nhiều thế hệ chiến sĩ Việt Nam. Ngôi nhà biệt thự cũ của Pháp dưới chân cột cờ Hà Nội vẫn còn đây, bao kỷ niệm xưa về gia đình đồng chí Lê Quang Đạo.
ông bà có 4 người con, có 3 người sinh ra trong kháng chiến. Lật lại từng lá thư, từng dòng chữ ông và vợ viết cho nhau trong những ngày tháng chiến trường đầy lửa đạn. Đi đây này, huyết áp đầy đủ, vẫn không quá, uống thuốc đầy đủ. Đấy. Tôi đi học Liên Xô 3 năm, thì anh đã thay tôi và ở nhà trông các con trong lúc rất nhiều công việc. Hiếm người mà có thể làm được nhiệm vụ người cha như thế. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Khi đất nước bước vào cuộc chiến tranh chống Mỹ, là phó chủ nhiệm tổng cục chính trị phụ trách tuyên huấn trước tình hình đánh phá ác liệt của địch, đồng chí Lê Quang Đạo tăng cường chỉ đạo báo chí, đài phát thanh đưa tin và bình luận quân sự. Qua sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, cục tuyên huấn trực tiếp đưa tin nhanh nhất về chiến sự đến với toàn quân, toàn dân cả nước, kịp thời cổ vũ tinh thần chiến đấu của đồng bào, đồng chí chiến sĩ hai miền. Báo Quân đội Nhân dân được ra hàng ngày với nội dung chuẩn bị hấp dẫn. Đội văn công chiến trường quay phim chiến trường được điều động vào Trị Thiên, khu 5, khu 6 và Nam Bộ. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mỹ tiếp tục đổ bộ, xây dựng căn cứ địa tại thung lũng Khe Xanh. Các nhà quân sự Mỹ cho rằng nơi đây có vị trí chiến lược rất quan trọng, là bàn đạp cho các cuộc hành quân trên bộ của Mỹ hòng ngăn chặn tuyến vận chuyển chiến lược của ta từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Cuối năm 1967, trong cuộc đối đầu với quân xâm lược Mỹ, chính ủy Lê Quang Đạo đã nhắc nhở các chiến sĩ cũng như anh em nghệ sĩ thực hiện đòn nghi binh chiến lược với mục đích thu hút, đánh lạc hướng địch ra đường 9 để giam chân và tiêu diệt một bộ phận chủ lực quân Mỹ ngụy. Sau hơn 170 ngày đêm chiến đấu kiên cường, ta đã mở thông hành lang chiến lược Bắc Nam, mở đường cho thắng lợi to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn miền Nam thực hiện tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thư đồng chí viết cho vợ: đi đường thì toàn là đèo, dốc và suối. Dốc không thể tưởng tượng được. Hồi ở Việt Bắc không ăn thua gì với dốc đèo ở đây. Ấy thế mà mình cũng theo kịp được anh em đấy. Xét ra đôi chân cũng còn khá lắm. Kết thúc chiến dịch đường 9 Khe Xanh, ra Bắc nghỉ đúng 2 tuần lễ, Lê Quang Đạo quay lại vùng Cán Song, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, nhận nhiệm vụ chính ủy Bộ Tư lệnh 500. Để đảm bảo vận tải trên địa bàn quân khu 4, phục vụ cho chiến trường miền Nam lúc bấy giờ gặp muôn vàn khó khăn do địch bắn phá ngày càng ác liệt, đồng chí Lê Quang Đạo đã cùng anh em chiến sĩ kiên cường bám trụ tại trận địa. Bộ đội ta cõng từng thùng phi nhỏ, can xăng, bọc hàng hóa lớn thả trôi theo dòng suối để Bộ Tư lệnh 559 tiếp nhận. Chiến dịch tiếp nối chiến dịch. Khi Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch phản công ở đường 9 Nam Lào, cử đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh và Lê Quang Đạo làm chính ủy. Thank you.
tay sai bắt đầu triển khai kế hoạch đánh phá ra vùng ngoài bằng các cuộc tiến công trên chiến trường Lào, Campuchia nhằm triệt phá đường dây hành lang chiến lược trực tiếp của ta. Một chiến dịch được chuẩn bị kỹ càng và phối hợp nhiều lực lượng. Đại quân từ miền Bắc tấp nập hành quân vào trận. Chiến dịch này đã hoàn toàn đánh bại cuộc hành binh Lam Sơn 719 của quân Ngụy. Ta tiêu diệt nhiều trung đoàn, lữ đoàn địch, loại khỏi vòng chiến đấu 2 vạn tên, bắt sống 1.200 tù binh. Bước đầu đánh bại âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, mở ra cục diện mới trên chiến trường. Đồng chí dặn chúng tôi, đi dặn chúng tôi lại là chiến đấu giỏi nhưng nhớ phải tiết kiệm xương máu của cán bộ chiến sĩ ở mức thấp nhất. Tức là đánh, tìm cách đánh để hoàn thành nhiệm vụ, để tiêu diệt địch. Mà có lẽ cái tư tưởng của đồng chí nó là đánh tập trung, đánh tiêu diệt để hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Nhưng điều quan trọng hơn là phải bảo tồn lực lượng mình, hạn chế cái mức thương vong tổn thất thấp nhất cho cán bộ chiến sĩ. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 là chiến dịch dài ngày nhất, khắc nghiệt nhất trong cuộc chiến chống Mỹ, là những năm tháng mà đồng chí Lê Quang Đạo không thể nào quên. Nhật ký đồng chí viết, suốt 3 tháng giữ thành Quảng Trị, bộ đội ta hy sinh nhiều, bom đạn rất ác liệt, có đơn vị bổ sung hôm trước, chưa kịp điểm danh, hôm sau đã hy sinh gần hết. Thành Quảng Trị lúc này chỉ còn là đống gạch vụn, pháo và đạn địch trút xuống suốt ngày đêm. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ và chính quyền Sài Gòn buộc phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau khi Mỹ rút quân, tình hình cách mạng Việt Nam đã thực sự biến chuyển. Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 được tổ chức tại Hà Nội đã triển khai kế hoạch giải phóng miền Nam. Bài tham luận phát biểu của đồng chí Lê Quang Đạo tại Hội nghị Trung ương lần thứ 21 khóa 3 đã góp phần vào thành công của hội nghị lịch sử, quyết định đường lối chiến lược để kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với những đóng góp to lớn và quan trọng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam suốt hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo được mệnh danh là anh cả của ngành tuyên huấn quân đội. Tại Đại hội Đảng lần thứ 4 và 5 bầu Trung tướng Lê Quang Đạo vào Ban chấp hành Trung ương và Ban bí thư Trung ương. Cái sự phát triển của đồng chí cũng từ trong chiến trường, trong khói lửa, trong chiến tranh, giữa cái sống cái chết, phấn đấu trở thành tướng lĩnh tài ba quân đội. Nhưng mà còn đồng thời, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước quan tâm giáo dục, rèn luyện và đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước với một cương vị cao hơn. Đây không chỉ là vinh dự của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, mà còn là cái vinh dự rất to lớn, niềm tự hào to lớn của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Quý vị đang đứng trong không gian trưng bày giới thiệu về Quốc hội trong giai đoạn bước đầu đổi mới đất nước từ năm 1987 đến năm 1992. Và trong giai đoạn này thì đồng chí Lê Quang Đạo, một người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8 ngày 17 tháng 6 năm 1987. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã góp phần tích cực đưa đường lối đổi mới của Đảng vào đổi mới hoạt động của Quốc hội, nhất là việc đẩy mạnh công tác lập hiến và lập pháp
để thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước bằng pháp luật. Đồng chí đã có công lao lớn cùng với Quốc hội phấn đấu thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 1992, đáp ứng đòi hỏi của cách mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt là thực hiện chương trình pháp luật để Quốc hội và Hội đồng Nhà nước thông qua được nhiều bộ luật và pháp lệnh. Việc phát huy trí tuệ tập thể vừa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phát huy dân chủ để mọi đại biểu Quốc hội mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình là điều mà Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo thấy thực sự cần thiết, đưa nước ta bước vào con đường hội nhập phát triển, mở rộng, đề cao mối quan hệ hợp tác và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Những năm đầu đổi mới, đất nước còn nhiều khó khăn. Đồng chí đã đề nghị đồng bào và chiến sĩ thi đua, đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Năm 1989, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 1,4 triệu tấn gạo. Luật đất đai, luật đầu tư nước ngoài 1987, luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân 1990 đánh dấu một bước chuyển mình căn bản về cơ chế thị trường. Ông lãnh đạo lúc đó có quan hệ thì có chặt chẽ, trong thời gian cũng dài đấy. Anh có công trong việc mà xây dựng Quốc hội, mà cùng hai việc quan trọng nhất là thể chế hóa và lập pháp hóa chính sách đổi mới của Đảng, và hai là cái tham gia sửa đổi cái Hiến pháp năm 1992. Sau khi đồng chí Lê Quang Đạo thôi nhiệm vụ ở Quốc hội để sang công tác mặt trận, với cương vị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí đã dốc sức cùng tập thể xây dựng luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được Quốc hội thông qua. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức mặt trận trong sự nghiệp đổi mới đất nước, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bác Đạo rất chú ý đến cái vấn đề là cái xây dựng cái Mặt trận Tổ quốc, và cuối đời đấy là một cái văn bản mà bác dành nhiều năm để mà giải quyết tốt cái vấn đề này. Nhưng mà còn vấn đề đặt ra là Đảng lãnh đạo mà đã được quy định trong điều 4 của Hiến pháp, vậy thì vấn đề làm thế nào thể chế hóa cái vấn đề này, thì nhiều lúc mà bác nói với tôi rằng là nên chăng là phải có một cái văn bản pháp luật nào đó mà về cái quy định cái lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền. Trước khi Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 5 diễn ra, đồng chí Lê Quang Đạo đã dành toàn tâm toàn ý và toàn sức lực để đại hội đạt kết quả cao nhất. Nhưng trái tim đồng chí đã ngừng đập trước khi đại hội năm họp ít ngày. Đồng chí ra đi để lại những trang sách, những bài viết còn dang dở. Hình ảnh về con người đôn hậu, chân thành, rất vui và hóm hình, đầy sức thuyết phục và cuốn hút nhờ chiều sâu văn hóa, một cuộc đời rất mẫu mực với nếp sống giản dị và trong sáng, nhân ái và thủy chung, chu đáo và hết lòng với từng người. Người chiến sĩ cộng sản đã hiến dâng trọn đời, tranh đấu cho độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân và phấn đấu vì hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam đến phút cuối cuộc đời. Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Quân công hạng nhất, huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều huân huy chương khác.
để mà xứng đáng với các đóng góp của các cán bộ tiền bối của Đảng và cách mạng đi trước, là những người con xuất sắc của quê hương Bắc Ninh, trong đó có đồng chí Lê Quang Đạo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua yêu nước, học tập theo tấm gương của đồng chí Lê Quang Đạo, tập trung xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, bền vững, trở thành một thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Tượng đài nhà tưởng niệm Lê Quang Đạo đã được xây dựng trên chính quê hương ông nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh, để các thế hệ sau này có dịp được ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và ghi nhớ công lao cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, đối với cách mạng Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Quang Đạo đã hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí đã cùng với Quốc hội khóa 8 thực hiện xuất sắc các cái chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thử thách trên tiến trình tìm tòi con đường đổi mới, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, góp phần xây dựng cơ sở, nền tảng để đưa đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới sâu rộng, tạo tiền đề để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Đồng chí là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính và là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang phấn đấu đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Những thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, trên quê hương Đình Bảng nói riêng và trên đất nước Việt Nam nói chung, mãi mãi nhớ tới ông, Trung tướng, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, một ý nguyện không thay đổi, một tấm lòng chân quý, vẹn nguyên như thuở ban đầu.